Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 149. Hallelujah! Hãy hát sướng cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới. Hãy hát ngợi khen Ngài trong hội các thánh Ngài. Nguyện Israel mừng rỡ nơi đấng đã dựng nên mình. Nguyện con cái Si-ôn vui vẻ nơi vua mình. Nguyện chúng nó nhảy múa mà ngợi khen danh Ngài, dùng trống cơm và đờn cầm mà hát ngợi khen Ngài. Vì Đức Giê-hô-va đẹp lòng dân sự Ngài, Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho người khiêm nhường. Nguyện các thánh Ngài mừng rỡ về sự vinh hiển, hát vui vẻ tại trên giường mình. Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ, đặng báo thù các nước, hành phạt các dân, đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng và đóng trăng các tước vị chúng nó, để thi hành cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh Ngài được vinh hiển ấy. Hallelujah! Thi Thiên 150. Hallelujah! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài. Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài. Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng Ngài. Hãy ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của Ngài. Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài, gãi đờn sắt đờn cầm mà ca tụng Ngài. Hãy đánh trống cơm và nhảy múa mà hát ngợi khen Ngài. Hãy gãi nhạc khí bằng dây và thổi sáo mà ca tụng Ngài. Hãy dùng chập chỏa dội tiếng, mã la kêu rền mà ngợi khen Ngài. Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hallelujah! Thư thứ hai của Phi-e-rơ, chương 1. Simon Phi-e-rơ, làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giê-su Christ, gửi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của cứu Chúa là Đức Chúa Giê-su Christ, đã lãnh phần đức tin đồng quý báu như của chúng tôi. Nguyện xin ân điển và sự bình an được gia thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-su là Chúa chúng ta. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Vậy nên, về phần anh em, phải gắn hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ác chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Vậy hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó, anh em sẽ không hề vấp ngã. Dường ấy, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Giê-su Christ là Chúa và cứu Chúa của chúng ta. Bởi vậy cho nên, dầu anh em biết rõ ràng và chắc chắn trong lẽ thật hiện đây, tôi cũng sẽ nhắc lại những điều đó cho anh em chẳng thôi. Nhưng tôi còn ở trong nhà tạm này bao lâu, thì coi sự lấy lời răn bảo mà tỉnh thức anh em là bổn phận của tôi vậy. Vì tôi biết tôi phải vội lìa nhà tạm này, như Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta đã bảo cho tôi. Nhưng tôi ân cần rằng, sau khi tôi đi, anh em có thể hằng nhớ điều tôi đã nói. Và khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta, thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt chúng tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm Ngài. Vì Ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời Cha Ngài, khi đấng tôn nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng: "Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường."
Chính chúng tôi cũng từng nghe tiếng ấy đến từ trời lúc chúng tôi ở với Ngài trên hòn núi thánh. Nhưng đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Chương 2. Dù vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em. Họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồng và đạo thật, vì cớ họ sẽ bị gièm pha. Họ sẽ bởi lòng tham mình lấy lời dối trá khoét anh em, nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngủ. Và nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét. Nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước luộc phạt đời gian ác này, chỉ gìn giữ Noe là thầy giảng đạo công bình với 7 người khác mà thôi. Nếu Ngài đã đoán phạt thành Sodom và Gomorrah, hủy phá đi, khiến hóa ra tro để làm gương cho người gian ác về sau. Nếu Ngài đã giải cứu người công bình là Lót, tức là kẻ quá lo vì cách ăn ở luông tuồng của bọn gian tà kia, vì người công bình này ở giữa họ, mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của họ, bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình mình, thì Chúa biết cứu chữa những người tin kính khỏi cơn cám dỗ và hình phạt kẻ không công bình, cầm chúng nó lại để chờ Ngài phán xét, nhất là những kẻ theo lòng tư dục ô uế mình mà ham mê sự sung sướng xác thịt, khinh dễ quyền phép rất cao. Bọn đó cả gan tự đắc, nói hỗn đến các bậc tôn trọng mà không sợ. Dẫu các thiên sứ là đấng có sức mạnh quyền phép hơn chúng nó, còn không hề lấy lời nguyền rủa mà xử đoán các bậc đó trước mặt Chúa. Nhưng chúng nó cũng như con vật không biết chi, sanh ra chỉ làm thú vật để bị bắt mà làm thịt, hay chê bai điều mình không biết rồi chết đi như con vật. Dường ấy chúng nó lãnh lấy tiền công về tội ác mình. Chúng nó lấy sự chơi bời giữa ban ngày làm sung sướng, là người xấu xa ô uế, ưa thích sự dối trá mình đang khi ăn tiệc với anh em. Cặp mắt chúng nó đầy sự gian dâm, chúng nó phạm tội không bao giờ chán, dỗ dành những người không vững lòng. Chúng nó có lòng quen thói tham dục, ấy là những con cái đang rủa xả. Chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc theo đường của Ba-la-am con trai Bô-sô, là kẻ tham tiền công của tội ác. Nhưng người bị trách về sự phạm tội của mình bởi có một con vật câm nói tiếng người ta mà ngăn cấm sự điên cuồng của người tiên tri đó. Ấy là những suối không nước, những đám mây bị luồng gió mạnh đưa đi và sự tối tăm mờ mịt đã để dành cho chúng nó. Chúng nó dùng những lời văn hoa hư đảng, đem những điều ham muốn của xác thịt và điều gian dâm mà dỗ dành những kẻ mới vừa tránh khỏi các người theo đường lầm lạc. Chúng nó hứa sự tự do cho người mà chính mình thì làm tôi mọi sự hư nát, vì có sự chi đã thắng hơn người thì người là tôi mọi sự đó. Và chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. Chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình. Thế thì tha rằng không biết là hơn. Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng buồn. Chương 3. Hỡi kẻ rất yêu dấu, này là thơ thứ hai tôi viết cho anh em. Trong thơ này và thơ kia, tôi tìm cách làm cho nhớ lại để dục lòng lành trong anh em, hầu cho ghi lấy lời nói trước của các thánh tiên tri cùng mạng lệnh của Chúa và cứu Chúa chúng ta đã cậy các sứ đồ của anh em mà truyền lại. Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay dèm chê, dùng lời giễu cợt,
ở theo tình dục riêng của mình đến mà nói rằng: chứ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế. Chúng nó có ý quên lửng đi rằng: buổi xưa, bởi lời Đức Chúa Trời có các tầng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước. Thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước luộc. Nhưng trời đất thời bấy giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa. Lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Song le ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi. Và theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở. Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó, thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vết, chẳng chỗ trách được. Lại phải nhìn biết rằng, sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em, cũng như Phao-lô, anh rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thơ cho anh em vậy. Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thơ, nói về những sự đó. Ở trong có mấy khúc khó hiểu mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần kinh thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình. Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận. E anh em cũng bị mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng? Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện xin vinh hiển về nơi Ngài từ rày đến đời đời. Amen. Chương 15. Thần Đức Chúa Trời cảm động Asaria, con trai của Odết, người đi ra đón Asa mà nói với người rằng: hỡi Asa, cả Giuđa và Benjamin hãy nghe lời ta. Các ngươi theo Đức Giê-hô-va chừng nào thì Đức Giê-hô-va ở với các ngươi chừng nấy. Nếu các ngươi tìm Ngài, ắt sẽ gặp Ngài được. Nếu các ngươi lìa bỏ Ngài thì Ngài sẽ lìa bỏ các ngươi. Đã lâu ngày Israel không có Chúa thật, không có thầy tế lễ dạy dỗ, cũng chẳng có luật pháp. Song trong lúc khốn khó, chúng trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel mà tìm cầu Ngài, thì lại gặp Ngài đặng. Trong thì ấy, dân của xứ phải bị sự rối loạn nhiều, kẻ ra kẻ vào không được bằng yên. Nước này dày đạp nước kia, thành này dày đạp thành nọ, vì Đức Chúa Trời lấy đủ thứ khổ nạn làm cho chúng rối loạn. Song các ngươi hãy mạnh lòng, tay các ngươi chớ nhát sợ, vì việc các ngươi làm sẽ được phần thưởng. Khi Asa đã nghe các lời này và lời tiên tri của tiên tri Odết, thì dục lòng mạnh mẽ, bèn trừ bỏ những thần tượng gớm ghiếc khỏi cả đất Giuđa và Benjamin, cùng khỏi các thành người đã đoạt lấy trên miền núi Ê-phra-im. Người tu bổ lại cái bàn thờ của Đức Giê-hô-va ở trước hiên cửa Đức Giê-hô-va. Người nhóm hiệp hết thảy người Giuđa, người Benjamin và kẻ khách thuộc về chi phái Ê-phra-im, Manasse và Simeon vẫn kiêu ngủ với chúng. Vì có nhiều người Israel khi thấy rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Asa ở cùng người thì đều về đằng người. Tháng 3 năm 15 đời Asa, chúng nhóm hiệp tại Jerusalem. Nhằm ngày ấy, họ lấy trong các súc vật mình đã đoạt được dẫn về 700 con bò đực và 7000 con chiên mà tế lễ Đức Giê-hô-va. Chúng toan ước nhau hết lòng hết ý tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình,
và hễ ai không tìm kiếm Jehovah Đức Chúa Trời của Israel thì sẽ bị xử tử, vô luận nhỏ hay lớn, nam hay nữ. Chúng cất tiếng lớn mà thề cùng Đức Giê-hô-va, reo mừng, thổi kèn, thổi còi. Cả Giu-đa đều vui mừng về lời thề ấy, vì chúng hết lòng mà phát thề và hết ý tìm cầu Đức Giê-hô-va, rồi chúng tìm gặp Ngài đặng. Đức Giê-hô-va bèn ban cho chúng được bình an bốn phía. Vả lại vì Ma-a-ca, mẹ vua A-sa, đã làm một hình tượng gớm ghê cho thần A-sê-ra, nên vua A-sa lột chức thái hậu của bà, đánh đổ hình tượng ấy và nghiền nát đi, rồi thiêu đốt trong trũng Xết-rôn. Song các nơi cao không phá dỡ khỏi Israel. Dầu vậy, lòng A-sa vẫn trọn lành cả đời người. Người đem vào đền của Đức Giê-hô-va các vật thánh của cha người và những vật mà chính mình người đã biệt riêng ra thánh, hoặc vàng, hoặc bạc, hay là những khí dụng, chẳng có giặc giả cho đến năm thứ 35 đời A-sa. Chương 16. Năm thứ 36 đời A-sa, Ba-e-sa vua Israel đi lên đánh Giu-đa, cất đồn lũy Rama để làm cho dân sự của A-sa vua Giu-đa không ra vào được. Khi ấy, A-sa lấy bạc vàng ở trong kho của đền Đức Giê-hô-va và trong kho của cung vua, gửi đến Ben-hadad vua Syria ở tại Đa-mách mà rằng: "Chúng ta hãy lập giao ước với nhau, y như thân phụ của tôi và thân phụ của ông đã làm. Kìa, tôi gửi dâng cho ông bạc và vàng. Hãy đi hủy ước của ông với Ba-e-sa vua Israel để người xa khỏi tôi." Ben-hadad nghe theo lời vua A-sa, bèn sai các tướng đạo binh mình đi hãm đánh các thành của Israel, chiếm lấy Y-dôn, Đan, Abin-ma-im cùng các thành kho tàng của đất Nephtali. Sải khi Ba-e-sa hay điều đó, liền thôi xây đồn Rama và bãi công việc. Vua A-sa bèn nhóm hết thảy người Giu-đa, chúng lấy đem đi đá và gỗ mà Ba-e-sa đã dùng xây cất Rama, rồi A-sa dùng đồ ấy xây cất Ghê-ba và Mít-ba. Trong khi ấy, đấng tiên kiến Hanani đến cùng A-sa vua Giu-đa mà nói rằng: "Bởi vì vua nương cậy vua Syri, không nương cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông, nên đạo quân vua Syri đã thoát khỏi tay ông. Dân Ethiopia và dân Libya há chẳng phải một đạo quân đông lắm sao? Xe và lính kỵ họ há chẳng phải nhiều lắm ư? Dẫu vậy, bởi vua nhờ cậy Đức Giê-hô-va nên Ngài phó chúng nó vào tay vua, vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Trong việc này, vua có cư xử cách dại dột, nên từ này về sau, vua sẽ có giặc giả." A-sa nổi giận đấng tiên kiến, đem cầm tù người, vì tại việc ấy vua tức giận người lắm. Trong lúc đó, A-sa cũng hà hiếp mấy người của dân sự. Này, các công việc của A-sa từ đầu đến cuối đều đã chép trong sách các vua Giu-đa và Israel. Năm thứ 39 đời A-sa trị vì, A-sa bị đau chân đến nỗi nặng lắm. Trong cơn bệnh, người không tìm kiếm Đức Giê-hô-va nhưng tìm kiếm những thầy thuốc. A-sa an giấc cùng tổ phụ người. Băng hà năm thứ 41 đời người trị vì, người ta chôn người nơi mồ mả chính người đã đào cho mình trong thành David, để người nằm trên một cái giường đầy thuốc thơm, chế theo phép hòa hương. Đoạn người ta xông hương cho người rất nhiều. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy.
Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.